Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay giới thiệu với các bạn sản phẩm mẫu ốp viền vuông giả 12 cho iPhone 11 Pro Max các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ mở hộp giới thiệu với các bạn sản phẩm là ốp KFT, ốp KFT nâng trong viền màu giả 12 các bạn nhé, dành cho điện thoại iPhone 11 Pro Max. Thì chúng ta sử dụng một sản phẩm ốp viền màu này, viền vuông các bạn, viền vuông của hãng KFT. Các bạn nắp lên thì sẽ nhìn giống như một chiếc iPhone 12 Pro Max, tương tự như dòng 12 các bạn nhé. Đó, viền vuông chúng ta có thể nhìn rõ hơn đây ạ, các bạn nhìn rõ không ạ? Khả năng màu xanh navy này nhìn nó hơi khó, mình sẽ mở cái màu khác để các bạn dễ nhìn hơn. Đây ạ, mình sẽ mở một chiếc màu vàng cho các bạn. Với mẫu KFT này thì bên mình đang bán ở trên Shopee full các mã các bạn nhé, có từ đời iPhone X đủ lên. Đó, hiện tại mình đang mở một hộp mà chiếc ốp màu vàng. Đó, vàng gold các bạn ạ. Các bạn nhìn có rõ không? Chắc là các bạn nhìn được. Đây là một dòng ốp của hãng KFT, bảo vệ camera viền vuông các bạn nhé. Đó, viền vuông dành cho iPhone 11 Pro Max. Đây ạ, các bạn nhìn rõ viền vuông. Đó, các màu các bạn, sản phẩm này hiện đang có những màu như màu vàng, xanh navy, xanh than, xanh lá và màu ghi các bạn, màu bạc. Mình sẽ mở tiếp những sản phẩm tiếp theo để các bạn xem những màu sắc nào là hợp lý nhất các bạn nhé. Mình đã mở được hai sản phẩm là màu bạc và màu màu xanh lá các bạn, xanh lá nhưng mà thực tế ra nó gọi là màu xanh gì cho chuẩn, màu xanh ngọc. Đó, màu xanh ngọc, mình sẽ gọi đó là màu xanh ngọc các bạn nhé. Xanh navy, xanh ngọc, bạc, vàng, nó có màu đen nữa các bạn. Hiện tại màu đen thì mình không để sẵn ở đây. Đó, bốn màu đây. Thực tế ra nhìn thì phải ngoài trời thì sản phẩm nhìn sẽ thật mắt hơn về màu các bạn nhé. Khi mình quay này thì màu nó cũng chưa được chuẩn cho lắm. Tất cả đều là viền vuông các bạn. iPhone 11 Pro Max, sản phẩm này bên mình có từ mã iPhone X trở lên, đều viền vuông. Đó, cụm camera thì đều được bảo vệ hết các bạn, quét từng mắt camera bảo vệ chi tiết. Lưng thì dòng ốp này lưng là lưng trong, có nhám để chống bám vân tay các bạn nhé. Đó, rất là tuyệt vời với một mẫu ốp mà đang hot trên thị trường. Thì chúng ta sở hữu một mẫu ốp mà hoàn toàn giống như iPhone 12 mà chúng ta đang dùng iPhone 11 hoặc là bất cứ một dòng máy nào chúng ta muốn nó đẹp hơn, đẳng cấp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng một dòng ốp này. Nắp lên thì không ai biết của mình là 11 hay là 12 các bạn ạ. Độ cực kỳ đẹp luôn. Đó, bên mình đang bán tất cả các loại dán camera, dán màn hình, ốp bao da dành cho nhiều đời máy khác nhau các bạn nhé. Máy tính bảng, iPad, CTAP và các dòng điện thoại. Đó, rất là nhiều mẫu mã cho các bạn lựa chọn. Mình sẽ gắn kèm link đặt hàng ở dưới phần mô tả của video. Sẽ có link gian hàng, link sản phẩm. Và các bạn có thể vào đấy tìm kiếm những sản phẩm mình cần mua. Đó, ship toàn quốc các bạn ạ. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký, một like, một chia sẻ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.